Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là giàn nóng của xe Mazda 2015 đến 2017. Dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm của công ty Paco tại Thái Lan. Một công, một hãng có không chỉ có thương hiệu tại thị trường trong nước mà cũng như quốc tế rất được đánh giá cao về chất lượng cũng như độ bền của sản phẩm. sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn OEM tức là từ kích thước đến chất lượng như là cái dàn được lắp trên xe anh em nhé Đây là thương hiệu là Baco này Mã sản phẩm là PL5771 này Margin Thái Lan Đây là mã để quản lý sản phẩm Với cái đời dòng sản phẩm này Thì em sẽ giới thiệu sơ qua tới anh em Cái chất liệu để dàn làm ra dòng sản phẩm này Là 100% hợp kim nhôm cao cấp Dòng sản phẩm sẽ được thiết kế là bốn tay Để gài vào chỗ chân giá đỡ giàn nóng và kết nước, hai mặt bích da, uh, một mặt bích cao, một mặt bích fin đó ạ và cái dòng uh, này thì nó sẽ chưa lên hẳn đời cao hẳn nên nó, nó vẫn sử dụng là dòng fin uh, nhôm được bắt ở phía ngoài uh, khi chúng ta muốn uh, bảo dưỡng thì uh, chúng ta sẽ tháo cái lọc đấy ra mà nếu nó bẩn thì chúng ta có thể thay đó ạ vừa rồi thì em có giới thiệu sơ qua anh em đấy là cái dòng sản phẩm đó là chính là dàn nóng của xe Mazda 3 2010 năm đến 2017. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhớ máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.